đó thì ok. Được rồi, bây giờ thì các bạn sẽ ấn vào phần ok. Sau đó thì chọn phần chơi thôi. Đúng không? Bản này hoàn toàn tương tự bản kia luôn. Có thể cài đặt option tùy thích các bạn. Mình thì sẽ để mặc định. Sau đó thì vào khoảng phần new game. Đúng không? Nó cũng như thế kia thôi. Chúng ta cũng sẽ trading qua ở cái phần gì mà ông người Nga. Click to start mission. Welcome to Red Army training các bạn. If you wish to survive, you will do exactly as I say. Now. Trước đó thì mình sẽ hạ cái tốc độ chuột cho một chút. Lúc. Bây giờ nha. Walk over to that table and pick up those weapons. Chết, nó lại chậm quá rồi. Tăng thêm tí nào. 1.5 nha. Ui, cái này điều chỉnh khó đấy nhỉ. Ui, 1.69 đi. Con số rất nhạy cảm, 69. Rồi, ở đây chúng ta sẽ được training. Là bọn nó nhặt hết súng rồi các bạn ơi. Bọn này mất dây nhỉ. Để cho tao một khẩu thôi nó. Nó nhặt hết rồi các bạn à. Bọn này. Ok. Gold Star là cái điểm mà các bạn có thể thấy trên bản đồ. Chúng ta sẽ chạy đến đó. Nhưng mà mình không có súng. À đây, súng đây rồi các bạn. Pick up. Good. Now go back and report to the commissar. Quay lại chỗ ông thầy. Ông thầy người Nga. Đây các bạn. Very good, comrade. Always remember to use the star on your compass to reach your objective. Vỡ được mấy cái chai này các bạn ơi. Let us see how good your aim is. Aim for one of those two teddy bears. Recover control for looking up and down. Reverse your control. Cái này các bạn chọn no nhá. Các bạn chọn yes là nó đảo ngược chuột đấy. Thế nào? Pistols and submachine guns might be good for short range, comrade. But for long range targets, Flick nhỉ. Cũng thú vị đấy đúng không nào? Ê, chật kìa. Đúng không ấy nhỉ? À, đúng rồi này. Xong chưa? Không thầy. Bắn cái gì đấy? Mình bắn hai. Bắn hai con gấu rồi, giờ bắn cái gì nhỉ? On your sights, Vasily. You will be much more accurate that way. Very good, comrade. That. Not bad. Ơ, thế mà chưa được kìa. Quick scope. Ấy, ấn ship. Ship là nó vả cái súng à? Cận chiến à? Thay được luôn nhỉ? Thì mình thay phát. Nó ở chỗ nào nhỉ? Nó sẽ ở chỗ đó là game option chứ. Look, move, shoot đây này. Đây, ship này. Melee các bạn. Các bạn sẽ thay một phím V nhá. Waiting for new key. Press escape to cancel and backspace to clear. À đây. Trừ hẳn nó đi. Ấn phím trừ trong các cái lệnh chat của các bạn ấy. Để như nào. Sau đó thì click vào nó. Chọn phím V. Rồi trên đây. Đó là tông lô arm down the side. Hai mình sẽ để đó là chuột phải nhá. Rồi. Bắt chuột game. Steady your aim, comrades. You were dead by now if those were German soldiers. Very good, comrade. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ gì nhỉ? Bắn cái gì vậy? Aim down your sights, Vasily. You will be much more accurate that way. Được chưa? Hết đạn rồi. Ơ, phải bắn cái gì nữa nhỉ? Very good, comrade. That's enough for Silly. Now, let's see how well. Phần chai linh này nó hơi bị lỗi một tí các bạn ạ. Ta sẽ bị vài cái phần bắn này nó không, nó hơi nhập nhằng. Ơi, giờ làm gì nhỉ? Shoot as many helmets as you can in 50 seconds. Bắn những cái mũ trong vòng 15 giây. Bắn càng nhiều càng ít các bạn. Good, comrade. Now come over here and bắn được hai cái. Đánh gần nữa các bạn ơi. Come over here and pick up a grenade. Oh. Chúng ta sẽ được ném lưu đạn.
shells instead of real grenades? Because real grenades are valuable. In fact, they are worth a lot more than you are. Of course, Comrade Commissar, my mistake. Now throw a potato into each of those marked target areas. Ném lựu đạn các bạn ơi. Good throw. Not bad, not bad. Âm thanh nghe nó vừa rồi. View, 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 view. We've got the prisoner. Take a look. Vasily, come with me. Được rồi, bây giờ sẽ đi theo ông này. Ông người Nga này. Có vẻ chúng ta đang bị tấn công rồi các bạn ạ. Gameplay, nó cái gì đấy? À, tóm được đứa nào đó các bạn ơi. Ai đó, quấn mẻ đâu. Nhanh. À, đúng rồi. Không khai đúng không? Mày không khai. Mày, ôi, cái thằng này, tôi đỡ hòn đá cho nó. And they are supported by half tracks and mobile artillery. Either. Sir, there's a German attack forming to the southeast. It looks serious. It looks serious. Quân Đức các bạn ạ. There is an armory to the east in the basement of a house. Go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take care of our guest. Remember what you have learned. Good luck. Rồi, đi thôi. Mày có đồng minh các bạn ạ. Nãy mình chơi phát là mồm nó. Unbow rồi xong rồi. Mình lại hủy mất cái nút đấy rồi. Nút stand up and jump đây. Spike. Treo bắt. Đấy. C cho Crut nó ngồi. C á. Spike to stand up back. Ui. Phức tạp quá vậy. Ngồi xuống sao phải ấn spike thì mới đứng lên. Ai lúa. Go to ground. Stand up. Cái này thêm nút C nữa nhỉ. Go to cruise. V. V or spike. Cái này là V. Không để hai nút có cùng một phím được nhỉ. Go to prone. Jump and stand up. Stand and stand up. Jump and stand up. Stand up. Uầy, cơ chế của nó lại phức tạp. Để hẳn xuống V luôn đi. Prone mình sẽ để đó là Z nhá. Go to prone, cái này mình sẽ bỏ đi. Được rồi, thử nhá. Đấy, V này. Cái này phải giữ à? Chết rồi, này phải để tông lô rồi. Tần trôn, Z, phải nằm. Cũng phải giữ mới nằm luôn. Đấy, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cái vụ này là phức tạp nha. Nhưng mà nếu mà mình để theo chế độ tông lô ấy, thì bắt buộc phải ấn spec. Thế thì nút nó sẽ bị rất nhiều nhập nhằng. À đây thấy, tông lô ấy nhỉ. Sao mình lại không để ý cái phần này cơ chứ. Tông lô, prone là Z nhá. Tông lô, cruise sẽ là V. Được rồi. V. Đó. Ngon ngay, đúng không? Z. Spec. Mưa rồi. Đâu, quân địch đâu? May hả mọi người? Tao bắn đích kia xong mà ra được nhở? Ơ! À, ngồi đi này, ok. Bắn cái ve trên đầu, sợ thật. We're going to take out some pencil reference, comrades. Grab a submachine gun and make sure you reload it first. Không sơn, không sơn. À, grenade này các bạn. Mình sẽ cầm K98 và không sơn. I'm coming. Vasily, wait. Don't run out there. Throw a smoke grenade first to conceal our movement. Throw net à? Ô, em đã nhầm rồi anh ơi. Đang nhầm rồi mà căng thẳng đấy. Không may nhỉ bởi. Mày hả bởi, ai à, thảo đấy, cũng lấy thêm ra các bạn ơi, hết được rồi, hết rồi. Ơ, chạy vào cái là tự động nhặt luôn à. Đợi với, let go cái gì, đợi với. À bên này.
Khoan đã, làm sao để chạy nhanh nhỉ? Sprinter. Sprinter, chạy đâu? Không nhẽ nó đi bộ mãi à? Turn left, turn right, chạy. Nó phần múc mà nhỉ? Múc, shoot. No, chạy ý các bạn. Nó đi chậm này nữa. Mày ra đây. Sổ rồi, không sơn đi the best các bạn ơi. Sợ anh chưa? Mình thì con nó kẹt thôi. Cái game này hơi cũ cho nên là cứ đi bộ thế này thế. Sao chạy nhanh nhở? Không xin chạy nhanh được à? Là tục bộ đi mà. May không ấy. Boom. Tuyệt. Quả là cá chế AI rất là tuyệt vời. Ơ, nhảy quả bay múa được làm gì? Phá cửa. À, bên này à? Ui giời, thế mà mình cứ phá cửa bên này ấy. Bay lúa thật. Thằng nào trắng là quân nó, quân mình. Quân nó mà sao nó chạy bay lúa nhỉ? May hả bởi. Được rồi, chán súng này rồi. Lên anh em ơi. Bắn nhầm thôi. Ai bắn nhầm. Khó nhìn quá các bạn ạ. À. À được chơi lại ngay chỗ này thôi này. Ồ nết. À con nó đâu nhỉ? Có nhìn rồi đấy. Sỏi, may hả vậy? Núp này. Không chạy nhanh được các bạn ạ. À. Sao này lút đồ nhỉ? Súng gì đấy? Ôi cái súng bị giật quá. Không sơn đi the best, đi nào. May hả bởi. Cả nhìn thấy cái gì hết các bạn ơi. What? Ở đâu ấy? Đặt bom. Chạy thôi. Nổ tan xác. Rồi. Xong. Xong rồi. Nhiệm vụ có vẻ khá là đơn giản, đúng không nào? Thì đó là một phần gameplay nhỏ của tựa game Call of Duty 2. Các bạn có thể tải tựa game này về để chơi rồi nhá. Bây giờ mình hoàn thành cái video này rồi. Chúc các bạn đón đợt thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.